thì chúng tôi sẽ tiến hành là test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm loa karaoke mini Kaiumix K69 cho tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nghe thử cái chất âm của nó như thế nào khi hát karaoke anh chị ha. Thì đây là một dòng sản phẩm phải nói là rất nhỏ gọn và tiện lợi, rất thích hợp cho chúng ta mang theo mà đi du lịch anh chị ha. Mời chị chúng ta cùng nghe thử nha. Sản phẩm đó chính là Kaiomix K69 cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta nghe thử về cái chất âm của nó như thế nào khi mà hát karaoke anh chị ha, để cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cảm nhận thực tế nhất về cái dòng sản phẩm mà chúng ta đang định mua. Và một lần nữa thì anh chị có mua hàng của chúng tôi thì có thể là liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình này, cũng như là bên dưới phần mô tả thì chúng tôi có để lại cái thông tin chuyên sâu về cái chiều cao cân nặng của dòng sản phẩm này luôn. Cảm ơn chị chúng ta cũng đã quan tâm theo dõi hết video review của chúng tôi. Nếu thấy hay vô ích thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để mà ủng hộ chúng tôi anh chị ha. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.